Chị xin hỏi là chị đó là không có đưa lên mặt, mà chị đó là em thấy chị đó là công nhận chị rất là ác. Chị kêu là những họ kêu gọi những cái người mà nấu 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 ớt bột, chứ là pin á, cào ra nấu để bỏ vô bình xịt có để có chất axit á, xịt vô mắt những cái người mà làm nhiệm vụ để đi bắt họ lại á, là giống như chống đối lại những cái cơ quan lực lượng á, công an á. Bả Ai hức nó giận như cũng vậy kêu luôn. lên, bọn nó chỉ có hô hào tự tủ dâm tinh thần nhau thế À, thôi. em Chưa trai đây chị này, độc hiếu. anh nói cho em biết là anh đi từ biên giới phía Bắc về Hà Nội từ ra đây chả thấy có động tĩnh gì cả, bà con cuộc sống vẫn bình thường, hầu như nó chỉ chê gạo kêu gào trên mạng cho những cái thành phần vớ vẩn đây thôi, thách bố chúng nó không dám làm cái việc đấy. Anh nói thực sự ấy, bọn nó tủ dâm tinh thần với nhau thế thôi. Chào Ngọc Hiếu nhé. Ngọc Hiếu, Chứ cũng không làm gì đâu, cứ để tới nay đây mùng 2 tháng 9 xem nó bọn làm, bọn nó làm được cái gì. Nhưng mà chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác trước cái âm mưu thù địch của bọn dạ đúng chúng, rồi, cũng phải cảnh giác, cũng không được phép chủ quan bất cứ một trường hợp nào. Nếu thấy có một cái động tĩnh gì là chúng ta nên hành động ngay để phá tan dạ cái đúng âm rồi, mưu của bọn chúng. Chứ nhân dân ở đây thì nó kêu gào là toàn dân đứng lên tổng biểu tình, chứ nói thật chứ tình hình đất nước rất là yên ổn. Cái cơ dạ quan chính quyền từ trung ương đến địa phương chúng ta nắm chắc trong tay rồi, bọn nó không thể làm gì nổi đâu. Mà tổng biểu tình lấy gì mà tổng biểu tình xong thì làm gì? Mình anh đang mong nó viết vào cái tờ tiền 500 ngàn với tờ 100 đô ấy, nó viết lên đây thì mình cũng kiếm vài tờ vài chục tờ đấy. Đấy, để đủ tiền xe đi xe siêu vip từ Lào Cai về Hà Nội, chứ bây giờ đi xe 250 nó nằm nó khó chịu lắm. Giờ anh đi quen xe 350 rồi này, hôm nay đây dạ đây dạ đấy. đó bây giờ nó kêu gọi mạnh lắm anh, giờ nó xúi những cái người mà cầm đầu á, bà nói bà sẵn sàng luôn, bà quay lại phi nó chỗ diễn đàn của ông Diệu Ngọc á, Diệu Ngọc của bên 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 cái ly Mỹ á, bà quay lại những cái mà bà hướng dẫn á, là bà bỏ vô cái bình xịt xịt hơi cay, bà nói là nấu với ớt bột với là pin á, cào ra và nấu và bỏ vô chừng mười mấy bình như vậy để bả giao lại cho những cái người mà cầm đầu để lần theo đi người á, là để những cái lực Và lượng anh tới mà chống nói trả là để với xịt em vô như mặt thế này này, đấy. thùng rỗng thường kêu to. Đấy, thùng rỗng thường kêu to. Nếu như bọn chúng có mưu đồ đấy, mà có những cái cách thức hoạt động, người ta phải hoạt Cảm động ơn chị Ngọc Hiếu. âm thầm một tổ chức, âm thầm một tổ chức, hoặc là lập những cái nhóm kín, nghe chưa? Lập cái những nhóm kín để mà tuyên truyền vận động đến ngày đó. Chứ cứ dư lao trên mạng là ngày này ngày kia tổng biểu tình rồi làm những cái nọ kia, có các gì này ông tưởng bùi này à. Chứ là trùng giống nó kêu to thôi, không làm được gì đâu. Cứ Những như cái Bác này mình Hồ phải ngày cảnh xưa giác anh. ở và quân đội nhân dân Việt Nam đấy, đi chiến đấu đi tất cả, đi không dấu này, lấu không khói này, nói không tiếng này đấy, thì mới đánh thắng được. Chứ rồi đi đâu kêu gào hiện nay, ui tôi đang là hiện nay lính xe tăng đang ở trên chuyến xe 00810 đi 24B từ Lào Cai và Hà Nội, hiện nay đang ở chỗ nào đấy, tôi biết bố nó ở đây rồi thì làm sao Yên mà làm gì tâm được. nha. Nên là chúng ta cứ yên tâm đi, nhưng mà hôm đấy cũng phải đề phòng những ngày đó, mấy ngày gần đó cũng phải đề phòng và lên tổ chức theo dõi những cái thành phần đã có trong sổ đen rồi. Thực ra cái thành phần dân tộc của trong nước nó cũng rất là ít thôi, nhưng không có nhiều. Đấy. Thế là chủ yếu là lên nói chuyện chia sẻ với bà con, chúng ta hết sức cảnh giác trước cái âm mưu của cái bọn thù địch Tân Thái, Benny Trương, Dô Sơn Đào và một số thành phần dân chủ cuội ở trong nước. Cho nên là chúng cũng không làm gì được Em nhân chào dân cho ta đâu, những nếu chúng nhận ta cảnh giác. dạ đúng rồi đó. Nên là mình cũng lên mạng mình livestream, mình cũng tuyên truyền, cái tốt nhất là bây giờ mình tuyên truyền vận động những bà con ở cạnh mình.
những người thân của mình để một truyền cho 10, 10 truyền cho trăm, trăm truyền cho triệu, thì tất nhiên mọi người hết sức cảnh giác trước cái âm mưu của cái thế lực thù địch. Anh nghĩ là các vùng quê thì vẫn thanh bình lắm này, vẫn thanh bình lắm, nó không có biểu hiện gì, có biểu hiện gì là chúng ta biết được ngay thôi mà. Cái sợ nhất ấy, anh sợ nhất là bây giờ các lực lượng gọi là cờ đỏ của chúng ta đấy đang có những cái phong trào mà bới móc đấu tố lẫn nhau. Và đấy, chúng ta có thể là ví dụ như em có thể lên mạng để phản biện lại cái biển đồ xuyên tạc của thế lực thù địch, hoặc có những người đàn bà khác, người con gái khác nuôi con khỏe, dạy con ngoan, đấy cũng là hành động yêu nước. Đấy. Nuôi con khỏe, dạy con ngoan để sau này con học giỏi thành tài, giúp ích cho xã hội, đấy cũng là yêu nước. Chứ không phải cứ gì chúng ta lên mạng chúng ta phản biện như thế này mà là yêu nước. Đấy. Mình rất buồn là có những cái trường hợp không đấu tranh theo ý mình là quy chụp cho là thế nọ cho là thế kia.